Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 166 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bấy giờ, thần kiếm Tử Quang Quỳnh lơ lửng trước mặt Kỳ Linh, hồ lô ngọc bích lơ lửng bên cạnh hắn, đổ ra ngũ hành chi tinh. Dòng khí ngũ sắc tuôn hướng thần kiếm Tử Quang Quỳnh, vòng quanh thanh kiếm thẩm thấu vào bên trong. Bề mặt thần kiếm Tử Quang Quỳnh lành lặn, nhưng bên trong đã rứt mẻ, không chịu nổi. Như một đống kiến trúc, chỉ có cái vỏ, bên ngoài là đẹp, bên trong là bá đậu. Loại kiến trúc này cực kỳ yếu ớt. Đạo lý cũng giống như vậy, một thanh kiếm chỉ có bề ngoài nguyên vẹn là rất yếu ớt. Thần kiếm Tử Quang Quỳnh có nền móng quá tốt, nên chỉ còn cái vỏ vẫn phát huy ra uy năng đạo chi thần binh được. Xẹt xẹt xẹt, các chỗ hỏng trong kiếm điên cuồng hấp thu ngũ hành chi tinh, sửa chữa bên trong rất chậm, sửa từng chút một vô cùng khó khăn. Kiếm thể của thần kiếm là từ ngoài vào trong, trung tâm là căn nguyên, tu sửa dần đến gần căn nguyên thì lại càng khó khăn. Vì mặt ngoài nguyên vẹn nên thần kiếm hấp thu ngũ hành chi tinh tốc độ nhanh hơn nhiều, sửa càng tốt thì thu ngũ hành chi tinh càng nhanh hơn. Mỗi tội ngũ hành chi tinh quá nhiều, chớp mắt đã qua 6 ngày 6 đêm, thần kiếm Tử Quang Quỳnh không ngừng được hấp thu. Kỳ Linh nhíu mày nói, đã tiêu hao hơn 30 phương rồi, sửa được hơn một nửa, dường như càng đến gần trung tâm thì lại càng khó sửa. Lại qua một ngày nữa, đã tiêu hao 50 phương, còn kém một chút nữa thôi. 60 phương, 70 phương, ồ, vẫn kém một chút. Kiếm thể gần như lành lặn hoàn toàn, nhưng khi đến gần căn nguyên thì độ khó tu sửa không ngừng được tăng lên. 80 phương, 90 phương, ồ, 95, 96, 97, 98. Kỳ Linh cẩn thận cảm ứng thanh thần kiếm sớm bị mình luyện hóa, rốt cuộc một chút xíu cuối cùng trong căn nguyên kiếm thể đã được chữa lành. Tiêu hao hết ngũ hành chi tinh rút từ mảnh nhỏ pháp bảo, giá trị 98 phương, rốt cuộc thân thần kiếm Tử Quang Quỳnh hoàn toàn chữa lành. Thần kiếm màu đỏ lơ lửng trước mặt Kỳ Linh phát ra cảm xúc vui mừng, hắn cũng cười. Kỳ Linh không thể kiềm chế, mặc kệ thần kiếm bùng nổ, kiếm quang như mặt nước màu đỏ lan tràn ra từ hư không đằng trước. Xẹt, kiếm quang xé gió thành hình quạt tràn ngập hư không trước mặt Kỳ Linh. Nơi nào nó đi qua trong thế giới lao ngục, chỗ đó liền chấn động. Kỳ Linh kinh ngạc mà kêu lên, cái gì, đây là thế giới lao ngục, nơi chuyên môn bắt nhốt tù phạm, phần thân bản tôn có ấn ký hoa xanh, hết sức thi triển mới mơ hồ lay động được thế giới lao ngục này. Giờ ta không hề vận dụng thần kiếm, tự nó bùng nổ mà khiến thế giới lao ngục chấn động ư? Kỳ Linh cực kỳ giật mình, uy năng mạnh hơn đạo chi thần binh rất nhiều, gấp trăm lần hay ngàn lần đây, nếu ta điều khiển nó thì còn cỡ nào đây. Kỳ Linh nhìn mặt hồ màu đỏ hình quạt giữa hư không, cảm nhận uy năng ẩn chứa trong đó, hắn không dám nghĩ nhiều. Kỳ Linh duỗi tay ra, lại đây. Mặt hồ kiếm quang màu đỏ khuếch tán chợt tan biến, thần kiếm Tử Quang Quỳnh ngoan ngoãn bay vào tay Kỳ Linh. Kỳ Linh cầm thần kiếm rót thần lực vào trong kiếm, lực lượng xương khói hoa xanh cũng bám vào trên người, hắn định dốc hết sức ra để thi triển. Đúng vào lúc này, máu và nước, kiếm như nước, kiếm cũng như máu, có tiếng ngân nga hầu như khó nghe thấy phát ra từ căn nguyên của thần kiếm. Vì Kỳ Linh đã rót thần lực vào nên cảm ứng rõ ràng hơn. Kỳ Linh cảm ứng trong căn nguyên thần kiếm ẩn chứa sự cao ngạo. Kỳ Linh mơ hồ thấy được một bóng dáng cô đơn, tựa như thanh thần kiếm làm lòng hắn sinh ra sự sùng bái. Kiếm ý ngút trời làm các vì sao phải vỡ, thế giới vụt tắt, sinh linh vạn vật diệt tuyệt, mọi thứ không thể ngăn cản kiếm ý này, dường như hỗn độn vô tận sẽ bị xé rách vậy. Kỳ Linh tỉnh táo trở lại, Kỳ Linh chợt nhận ra đã hơn nửa tháng. Đây là căn nguyên thần kiếm ư? Kỳ Linh có được thần kiếm Tử Quang Quỳnh đã lâu, thật lâu về trước, nhưng chưa từng nhận ra căn nguyên thần kiếm có gì đó đặc biệt. Lần này khi thân kiếm lành lặn, căn nguyên thần kiếm như sống lại, khiến cho Kỳ Linh dòm ngó được kiếm ý chí cao vô thượng. Đó là kiếm ý hoàn toàn vượt qua hình trăm dòng hợp đạo. Trong những gì Kỳ Linh từng gặp được, dường như chỉ có ý cảnh hai chữ dịch ba bên trên cổng thành dịch ba thành tại đại mạc vĩnh hằng giới là ngang ngửa được, cùng là chí cao, chất chứa viên mãn và vĩnh hằng. Đó là vĩnh hằng sao? Kỳ Linh thì thào tự nói.
Hèn gì, thần binh thế này được gọi là vĩnh hằng thần binh. Hỗn độn thần binh, đạo chi thần binh, vĩnh hằng thần binh. Vĩnh hằng thần binh là báu vật bên trên, ẩn chứa căn nguyên. Mỗi món vì có căn nguyên của riêng mình nên vô cùng thần kỳ, là độc nhất vô nhị. Không vĩnh hằng thần binh nào giống nhau cả. Bình thường chỉ có đẳng cấp như Đại Mạc Đạo Quân, Tố Phong Đạo Quân mới sử dụng thần binh như vậy làm binh khí. Một số người may mắn có kỳ ngộ như Bắc Hưu Thế Giới Thần cũng được vĩnh hằng thần binh. Kỳ Linh chợt hiểu ra, cảm giác phải dẫn dắt bộc phát ra hết căn nguyên trong thần kiếm thì mới phát huy ra uy năng lớn nhất của thần kiếm Tử Quang Quỳnh. Ngay sau đó, Kỳ Linh cười khổ, dẫn đạo bộc phát ra hết tất cả ư, đùa ư, để làm được điều đó yêu cầu cảnh giới phải rất cao. Kỳ Linh và căn nguyên thần kiếm chênh lệch xa lắc xa lơ. May mắn Kỳ Linh đi đường kiếm đạo đã có chút cảm ngộ. Để ta thử xem uy lực của nó như thế nào. Kỳ Linh cầm thần kiếm Tử Quang Quỳnh, về một tiếng xé gió bay đi. Trên một nơi hoang vắng tại thế giới Lao Ngục, có một lão nhân tóc đen ngồi xếp bằng. Vèo. Một thiếu niên áo trắng từ xa đáp xuống. Kỳ Linh lên tiếng, Tam Tuyết. Lão nhân tóc đen lật đật đứng dậy. Chủ nhân. Lão nhân tóc đen đã tâm phục khẩu phục Kỳ Linh. Các tổ thần tổ tiên trong thế giới Lao Ngục đều bị hắn thu phục. Tam Tuyệt Kiếm Chủ là tổ thần tổ tiên đầu tiên bị Kỳ Linh thu phục. Kỳ Linh ra lệnh, người đừng nhúc nhích. Lão nhân tóc đen khó hiểu nhìn Kỳ Linh đến gần mình. Hắn chợt vung thần kiếm, kiếm chém ra mang theo ý cảnh sát kiếm thức mà hắn tham ngộ. Đến nay Kỳ Linh chưa hiểu thấu sát kiếm thức, một chút xíu ý cảnh đã dẫn động chút uy năng chứa trong căn nguyên thần kiếm. Chút uy năng bị dẫn động thông qua thần kiếm Tử Quang Quỳnh bùng nổ ra ngoài. Kỳ Linh cảm giác như chút uy năng căn nguyên thần kiếm này kèm theo khiến hắn có sức mạnh không gì phá nổi. Kiếm quang màu đỏ chợt lóe, phập, xiềng xích màu đen thẩm thấu trong hư vô sau lưng lão nhân tóc đen chợt keng một tiếng đứt thành hai khúc. Lão nhân tóc đen trợn to mắt mà lắp bắp, sao cái này. Lão nhân tóc đen khó tin nhìn Kỳ Linh, không thể nào, đây là xiềng xích mà Kiểu Phương quốc chủ luyện chế ra. Rõ ràng hắn ta... Kỳ Linh rõ ràng là tổ thần. Lão nhân tóc đen nhớ, mấy trăm năm trước, hắn cũng cầm thanh thần kiếm màu đỏ đó chém vào xiềng xích giam cầm lão, nhưng chỉ để lại vết hẳn trên sợi xích. Khi ấy, làm cho Tam Tuyệt Kiếm Chủ kinh thán. Vừa lúc khảo kiếp tam giới kết thúc đi, lực công kích của Kỳ Linh gần chạm đến ngưỡng cửa thế giới cảnh. Bây giờ Kỳ Linh mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Lực lượng xương khói hoa xanh bám vào người. May mắn, uy lực vĩnh hằng thần binh bùng nổ có thể dẫn phát chút xíu uy năng căn nguyên thần kiếm chứa ở bên trong. Uy lực nhát kiếm này mạnh đến mức chém xừng xích nhẹ hững không chút trở ngại. Lão nhân tóc đen nhìn Kỳ Linh trước mặt, lòng rất rung động. Theo như Cửu Phương quốc chủ nói, phải thành thế giới thần hoặc hỗn độn tiên nhân mới chặt đứt xừng xích được. Dù có thể chặt đứt cũng không nhẹ nhàng như vậy được đâu. Không lẽ hắn lợi hại còn hơn cả thế giới cảnh vừa đột phá ư? Một tổ thần mà có thực lực như vậy ư? Kỳ Linh lên tiếng nói. Được rồi, ta đã chặt đứt xiềng xích, ngươi có thể đi ra ngoài. Từ nay ngươi hãy yên ổn đi theo ta, chờ ngày ta trở thành thế giới cảnh thì ngươi đi hay ở, tùy ý vào ngươi. Tam Tuyệt Kiếm Chủ cung kính nói. Được theo chủ nhân là may mắn cho ta rồi. Yêu nghiệt trong truyền thuyết, thân phận tổ thần nhưng mạnh hơn thế giới cảnh mới đột phá. Kỳ Linh nhuyễn miệng cười. Kỳ Linh biết đến hôm nay Tam Tuyệt Kiếm Chủ mới thực sự chân thành. Lúc trước bị tình thế bức ép, lời thề bản mệnh chế buộc. Kỳ Linh nhìn thần kiếm Tử Quang Quỳnh trong tay, vì có chủ nhân nên thần kiếm trông thật bình thường, không ai nhìn ra sự lợi hại của nó. Tam Tuyệt Kiếm Chủ chính mắt thấy đường kiếm đó, cũng cho rằng Kỳ Linh đã có đột phá, không nhận ra thanh kiếm có thay đổi nghiêng trở lệch đất. Kỳ Linh thầm nghĩ, vĩnh hằng thần binh và đạo chi thần binh cách biệt quá lớn. Dù không dẫn động căn nguyên bên trong thì uy lực mạnh hơn đạo chi thần binh một mảng lớn. Nếu dẫn động căn nguyên thì uy lực không thể đánh giá hết được. Vĩnh hằng thần binh quý giá nhất là căn nguyên bên trong. Đó cũng là ỷ lại duy nhất cho nó tư cách làm binh khí của đẳng cấp như Đại Mạc Đạo Quân, Tố Phong Đạo Quân. Nếu dẫn dắt phát ra uy năng căn nguyên bên trong thì thật khó tin. Nhưng Kỳ Linh còn cách rất xa. Giờ hắn mới chỉ dẫn đạo ra chút xíu. Một chút xíu đó đã làm thực lực của hắn tăng lên vùn vụt. Kỳ Linh bắt đầu giải cứu các tù phạm bị bắt nhốt. Kỳ Linh đã càn quét hết tù phạm trong thế giới Lao Ngục. Lúc trước gặp hạo kiếp tam giới, Kỳ Linh đã muốn tìm hết cách, không thần phục thì chết,
thủ phạm còn sống đều đã thần phục. Bây giờ Kỷ Linh chặt đứt xiềng xích giúp họ. Vèo. Trên thảo nguyên xuất hiện một đám người là các tiên ma bị nhốt trong thế giới Long Ngục. Bọn họ vốn được Kỷ Linh thu vào pháp bảo động thiên. Cả đám kích động nói chuyện. Người trông coi đó quá lợi hại. Ta chính mắt thấy hắn từ xa chớp mắt bay tới, tốc độ nhanh vượt cực hạn thiên đạo. Hắn vùng một kiếm, đường kiếm cũng vượt qua cực hạn thiên đạo. Xiềng xích như bằng bùn nhão vậy, phập một cái đứt lìa ngay. Đây chắc chắn là lực lượng chỉ hỗn độn tiên nhân thế giới thần trong truyền thuyết mới có được. Nhưng rõ ràng là tổ thần mà. Đúng rồi, người trông coi đúng là tổ thần. Lúc trước khi hắn còn là thiên thần, từng đánh nhau với ta, làm sao thành thế giới thần mau như vậy được? Thế nhưng tổ thần mà có lực lượng của thế giới cảnh ư? Đúng là tồn tại trong truyền thuyết mà. Cả đám cực kỳ kích động, vì yêu nghiệt trong truyền thuyết thế này rất hiếm thấy. Phiêu bạt trong cương vực hỗn độn mênh mông, muốn thấy 10, 100 thế giới cảnh không khó, nhưng muốn gặp yêu nghiệt như vậy là vô cùng hiếm hoi. Vèo. Khi cả đám đang hưng phấn thì đột nhiên bị di chuyển vào trong thảo nguyên. Tập thể im lặng vì có bóng áo trắng đứng trước mặt họ. Bọn họ biết đó là người trông coi. Dù là đám tù phạm trước kia hơi không phục, lúc này thật lòng tâm phục khẩu phục, thậm chí sinh ra lòng sùng bái. Kỷ Linh áo trắng mở miệng nói: Các vị, trước kia ta đã nói rồi, chờ khi ta có thực lực sẽ cho các vị rời khỏi lao ngục này. Bây giờ các người có thể rời khỏi nhà tù. Thế nhưng trước đó phải nói cho các người biết, cương vực ta đang ở là Đại Mạc Vực trong hỗn độn vô tận. Đại Mạc Vực là cương vực vô cùng khổng lồ, còn hơn 8 vạn thế giới hỗn độn, rất nhiều thế giới thần và hỗn độn tiên nhân chia thành nhiều thế lực. Trong đó thế lực mạnh nhất là Đại Mạc Viện, chiếm cứ Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới. Đại Mạc Viện được Đại Mạc Đạo Quân sáng tạo ra. Đại Mạc Đạo Quân là tồn tại cao hơn thế giới cảnh, có thực lực các người khó có thể tưởng tượng được. Ở Đại Mạc Vực, tổ thần tổ tiên có thể đi ra ngoài mạo hiểm. Chân thần chân tiên, thiên thần thiên tiên thì tốt nhất bớt đi đi. Nếu gặp kẻ ác độc sẽ bị bắt làm lô nệ. Ta không uy hiếp, đây là sự thực. Ta không cần uy hiếp các người đâu. Đám tiên ma hết sức ngạc nhiên. Đại Mạc Vực ư? Đó là sao đây? Sao mà mạnh hơn cửu phương hỗn độn quốc của bọn họ nhiều như vậy? Kỷ Linh lại tiếp tục nói: Ta không điều tra được tin tức liên quan đến cửu phương hỗn độn quốc của các người. Được rồi, các người có thể lựa chọn. Nếu chọn tự do thì phải lập lời thề bản mệnh, không được nói ra ngoài những gì liên quan đến ta. Đột nhiên 16 vị tổ thần tổ tiên nhìn nhau rồi đồng thanh kêu lên: Chúng ta nguyện vĩnh viễn đi theo cùng chủ nhân. Lúc bọn họ bị Kỷ Linh đánh bại đã lập lời thề bản mệnh làm người đi theo rồi. Các chân thần chân tiên, thiên thần thiên tiên do dự rồi cũng la lên: Chúng ta nguyện ý đi theo chủ nhân. Tổ thần tổ tiên đã gọi chủ nhân thì bọn họ còn để ý cái gì đây? Huống chi không nghe người trông coi nói hay sao? Chân thần chân tiên, thiên thần thiên tiên thì tốt nhất là bớt đi đâu. Nếu gặp kẻ ác độc sẽ bị bắt làm nô lệ. Mặc dù Kỷ Linh nhấn mạnh hắn không uy hiếp, nhưng đám tiên ma vẫn thấy kinh giả hốt hoảng. Bọn họ bị bắt nhốt lâu như vậy, đã không có trông chờ vào đột phá, chỉ muốn sống yên. Kỷ Linh gật gù nói: Được, tốt, ta đang cư ngụ ở tố phong thế giới hỗn độn, các ngươi cùng ta đi đi. Đám tiên ma đồng thanh kêu lên: Tuân lệnh. Kỷ Linh nhìn một cái, nhẹ gật đầu. Thực ra Kỷ Linh không vừa mắt đám thiên thần thiên tiên, chân thần chân tiên, nhưng có một số biết bí mật rằng hắn có phân thân. Lúc trước vì đối phó một vài tên tiên ma nên Kỷ Linh và phân thân bản tôn cùng lên. Dù bọn họ muốn đi cũng phải lập lời thề bản mệnh. Kỷ Linh cũng cho rằng bọn họ lạ nước lạ cái, không có núi dựa, đi ra ngoài đa số sẽ bị bắt làm nô lệ. Tại tố phong thế giới hỗn độn rộng bao la, sau khi Kỷ Linh quay về với thân phận tuần thú giả của hắn, chọn đại một số phạm vi 100 vạn dặm quanh Đông Ninh Sơn Mạch cho đám tiên ma sống là được. Các tổ thần tổ tiên thả ra sinh linh trong pháp bảo động thiên của mình, cho tất cả sinh sản sống trên mảnh đất này. Kỷ Linh liền dặn dò: Các ngươi hãy tự xây dựng động phủ trên ngọn núi đó đi. Tại tiểu viện Húc Nhật nằm trên ngọn núi kia, 16 tổ thần tổ tiên, Hỏa Tiên Tử Tô Vu Cơ xây nhà ở xung quanh chỗ Kỷ Linh. Chuỗi ngày tiếp theo rất là bình yên. Tô Vu Cơ thường luận bàn với Kỷ Linh. Mỗi lần hắn vận dụng kiếm thuật là ức chế nàng gắt cao, Tô Vu Cơ không ngừng vắt tóc tìm cách biến mạnh hơn, thực lực tăng tiến rõ rệt. Còn Kỷ Linh thì sao đây? Kỷ Linh tiến bộ càng nhanh, nhờ căn nguyên thần kiếm ảnh hưởng, kiếm sát khí của hắn càng nặng, tham ngộ sát kiếm thức mau hơn nhiều. 16 tổ thần tổ tiên
từng xin luận bàn, chỉ điểm một hai lần, nhưng tính tích cực chỉ tạm tạm vì bọn họ tu luyện đã rất lâu rồi, sớm từ bỏ hy vọng thành thế giới cảnh. Những ngày bình yên ở Tố Phong thế giới hỗn độn, Kỳ Linh một lòng tiềm tu kiếm thuật, nghiên cứu căn nguyên của thần kiếm, chớp mắt đã qua hơn 200 năm. Trên một đỉnh núi, Kỳ Linh ngồi xếp bằng, gió núi thổi bay vạt áo. Thần kiếm từ Quang Quỳnh đặt ngang trên đầu gối Kỳ Linh. Kiếm này như người yêu của hắn, tùy thời tùy chỗ theo bên hắn. Kỳ Linh tùy lúc tùy nơi cảm ứng ý cảnh căn nguyên thần kiếm, khiến hắn tiến bộ rất nhanh. Từ mấy chục năm trước, hắn đã hiểu được vô danh kiếm thuật thức thứ hai sát kiếm thức. Nhưng Kỳ Linh không hề tự phụ, vì trước kiếm ý ẩn chứa trong căn nguyên thần kiếm làm cho Kỳ Linh hiểu rằng mình thật nhỏ yếu. Nếu như có một ngày ta đạt đến cảnh giới ngang ngửa với kiếm ý căn nguyên của thần kiếm thì tốt quá. Kỳ Linh nhìn mảnh đất mênh mông xa xăm, mơ hồ cảm nhận kiếm ý. Quanh người hắn thật tự nhiên có kiếm quang chuyển động. Vô danh kiếm thuật thức thứ hai sát kiếm thức, thức thứ ba là thiên thức, hay còn gọi là kiếm thế giới. Nếu ngộ ra kiếm thế giới của mình là có thể bước vào thế giới cảnh. Khác với kiếm thuật, tu luyện ra kiếm thế giới hoàn toàn khác biệt. Có kiếm thế giới lạnh lẽo băng giá, có kiếm thế giới cuồng bạo nóng cháy, có kiếm thế giới không chỗ không ở. Vô danh kiếm thuật thức thứ ba cực kỳ cao minh, nhưng cũng khó khăn rất nhiều. Bản thân Kỳ Linh cũng không biết phải thăm ngộ bao lâu mới ngộ ra được thức thứ ba này. Vèo, phía xa có một luồng sáng bay tới. Kỳ Linh ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, quay đầu lại nhìn. Sao? Ánh sáng ngừng lại trước mặt Kỳ Linh là một nam nhân nhỏ gầy, áo xám tóc rối, mắt màu vàng sậm âm lạnh, nhưng khi thấy hắn thì tràn đầy tôn sùng và cung kính. Nam nhân cung kính nói: "Chủ nhân." Kỳ Linh gật đầu. Nam nhân nhỏ gầy áo xám là giác cầu tổ thần biến ra hình người. Trong đám tổ thần tổ tiên bị thu phục ở thế giới Long Ngục, không ngờ giác cầu tổ thần trung thành, tôn sùng với Kỳ Linh nhất. Mấy năm trước, giác cầu tổ thần vì tỏ lòng trung thành đã lập lời thề bản mệnh trước mặt Kỳ Linh, lời thề khắc nghiệt đến mức làm hắn phải rung động. Giác cầu tổ thần vốn là loài chó, bẩm sinh là tổ thần, tính rất cao ngạo, nhưng khi đã nhận chủ nhân thì trung thành tuyệt đối. Giác cầu tổ thần phát ra lời thề như thế khiến cho Kỳ Linh rung động, có nhiều chuyện thường sai khiến nó làm. Kỳ Linh hỏi: "Sao, như thế nào?" Mắt giác cầu tổ thần chất chứa không cam lòng. "Đã điều tra cẩn thận, tâm thần tướng dưới chứng Hắc Liên thần đế, mấy trăm năm nay luôn trốn trong Hắc Liên đế đô, chưa từng lãnh binh tác chiến, cũng không đi ra mạo hiểm. Chắc tâm thần tướng đã sợ chủ nhân." Kỳ Linh cau mày, hắn tham gia vụ Nham Tinh vì giết tâm thần tướng. Giác cầu tổ thần đã điều tra vài năm, bản thân Kỳ Linh cũng có điều tra. Mấy trăm năm nay tâm thần tướng luôn du rú trong Hắc Liên đế đô. Nói chính xác ra, từ khi Kỳ Linh giết Nguyên lão nhân, tâm thần tướng quay về Hắc Liên đế đô thì không bước ra một bước. Kỳ Linh nhíu mày nói: "Tâm thần tướng này thật là cẩn thận." Nhát kiếm năm xưa giết Nguyên lão nhân đã hù sợ tâm thần tướng. Gã biết mình và tam giới có mối thù lớn cỡ nào. Nhiều đại năng chết trong tay gã, nhiều đại năng lại là tiên phong của tam giới. Một số còn có ơn chỉ điểm Kỳ Linh, như Hậu Nghệ là sư huynh của Kỳ Linh. Hễ có hy vọng, chắc chắn hắn sẽ tìm đến trả thù. Với thực lực năm đó của Kỳ Linh, rất dễ giết tâm thần tướng. Nên biết nhát kiếm cuối cùng của hắn xuyên qua thân thể, tựa như tiên thiên pháp bảo cực phẩm của gã. Giá cầu tổ thần khom người nói: "Chủ nhân, tâm thần tướng ở trong Hắc Liên đế đô rất biết hưởng thụ. Hay chủ nhân mua chút nô lệ tổ thần để ta dẫn tới đó tìm cơ hội ám sát được không? Sau khi ám sát tâm thần tướng, ta sẽ na di không gian trốn đi ngay." Kỳ Linh lắc đầu phản đối: "Không được." Mắt giá cầu tổ thần tràn đầy điên cuồng. "Thế giới cảnh không thể nào luôn quan sát Nguyên đế đô, chỉ cần lơi lỏng một chút thời gian là ta có thể chạy thoát được rồi." Kỳ Linh lắc đầu nói: "Đó là Hắc Liên đế đô, hang ổ của Hắc Liên đế quốc, không gấp gáp gì, chúng ta còn thời gian, cứ từ từ." Gấp gáp dễ có sai lầm, với Kỳ Linh thì giết tâm thần tướng không khó, mỗi tội thiếu cơ hội, có thời gian rồi sẽ có cơ hội. Trên vụ Nham Tinh, trong một động thiên ẩn khuất, ánh sao sáng rực, dòng khí dâng lên, một nam nhân tuấn tú mặc áo sao ngồi xếp bằng bên cạnh hồ nước. Rào rào, các hạt thần tinh rực rỡ bay từ người nam nhân tuấn tú, đó là kết tinh của thần lực. Khi tu hành giả thần ma bước vào thế giới cảnh thì thần lực sẽ ngưng tụ thành thần tinh, đó là biến đổi về chất. Thần tinh rực rỡ ẩn chứa hơi thở đạo kỳ diệu, mỗi hạt thần tinh chứa hơi thở đạo khác nhau nhưng sẽ hợp thành tổng thể.
Rào rào. Thật nhiều thần tinh bay ra khỏi người nam nhân, quay vòng quanh người rồi lại bay vào trong cơ thể. Các hạt thần tinh bay vòng quanh người nam nhân sẽ biến thành những vì sao tỏa ra hơi thở của sao. Nam nhân tuấn tú thì thào nói: Vì sao? Vì sao lại vậy? Sâu trong ký ức nam nhân mãi mãi không quên cảnh tượng đó lại hiện ra. Ta thực sự phải trở lại, ta phải quay về, ta không thể cứng lại được. Tử thần, người nhất định phải trở về. Nhất định. Ai ngờ lần đó chia tay lại thành vĩnh biệt. Nam nhân mãi mãi không quên giọt nước mắt của người mình yêu vào phút biệt ly. Vèo. Đột nhiên lực lượng hỗn độn tụ tập trước mặt nam nhân tuấn tú, ngưng tụ 12 hạt thần tinh. Bùm. Thần thể của nam nhân tuấn tú tán đi, biến thành các hạt thần tinh. Có 36.000 hạt thần tinh vòng quanh nhau. Lực lượng kết hợp, đạo kết hợp thành một thể, tự nhiên sinh ra ý cảnh viên mãn. Ngưng. 36.000 thần tinh nháy mắt hội tụ lần thứ hai, hóa thành nam nhân mặc áo sao. Viên mãn, cảnh giới thế giới thần viên mãn rốt cuộc đã đến rồi. Nam nhân mặc áo sao mắt lóe ra tia kích động thì thào nói: Nghi tỷ chắc chờ lâu rồi. Vèo. Nam nhân mặc áo sao chợt biến mất. Nam nhân áo đen tóc xóa dài ngồi trên đại điện uống rượu, nhìn xuống bên dưới. Một đám vũ nữ đang nhảy múa bên dưới, có cả nhạc sư đàn hát. Hắc vụ thế giới thần nhướng mày ra lệnh: Tất cả lui xuống đi. Tuân lệnh. Tất cả vũ nữ, thị giả, nhạc sư lui xuống. Trong đại điện chỉ còn một mình hắc vụ thế giới thần. Một người từ ngoài cửa điện đi vào, áo sao tóc đen bay bay, là vụ nhâm tinh chủ. Hắc vụ thế giới thần mỉm cười nói: Tử thần. Hắc vụ thế giới thần nhìn tinh chủ trưởng thành. Tinh chủ đúng là thiên tài tuyệt thế, tốc độ lớn lên cực nhanh, đã vượt qua gã từ lâu. Vì hai người làm bạn bên nhau dài lâu, hắc vụ thế giới thần luôn chăm sóc cho vụ nham tinh chủ. Gã xem vụ nham tinh chủ như nhi tỷ ruột của mình vậy. Vụ nham tinh chủ ngồi xuống một bên. Nhị thúc. Hắc vụ thế giới thần thấy vụ nham tinh chủ kỳ kỳ. Sao vậy? Vụ nham tinh chủ nói: Ta đã đến cảnh giới thế giới thần viên mãn rồi. Hắc vụ thế giới thần mừng rỡ: Sao, cảnh giới viên mãn ư? Sau đó hắc vụ thế giới thần cứng người lại. Người... Đúng vậy, ta đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Năm xưa phụ thân rời khỏi Đại Mạc Vực đi phiêu bạt không bao giờ quay về nữa. Lúc ấy thực lực của vụ nham tinh nhỏ yếu, không cách nào báo thù. Ta chỉ có thể không ngừng tu luyện. Về sau ta đột phá thành thế giới cảnh. Nhưng phi kiều lao tặc đã đầu vào hắc liên thần đế từ lâu, dù dẫn lực lượng nguyên mạch vụ nham tinh đi chinh chiến cũng chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Nếu phi kiều lão tặc quyết tâm trốn thì chúng ta không nắm chắc có giữ lại lão được. Vụ nham tinh chủ nói: Ta vì vụ nham tinh nhất mạch đã nhẫn nhịn mãi rồi, giờ đến cảnh giới thế giới thần viên mãn rồi, đã tới lúc hành động. Hắc vụ thế giới thần do dự nói: Cái này... Hắc vụ thế giới thần biết thù hận giữa vụ nham tinh chủ và phi kiêu hỗn độn tiên nhân. Năm xưa lúc vụ nham tinh chủ còn nhỏ yếu, có hắc vụ thế giới thần làm bạn phiêu bạt bên ngoài, trải qua nhiều điều, sau đó gặp một nữ tiên. Hai người đều còn nhỏ yếu nhưng kết tình duyên. Hắc vụ thế giới thần ngụy trang thành người hầu già, rồi phụ thân của vụ nham tinh chủ, tức vụ nham tinh chủ đời trước, triệu hoán nên gã buộc phải về ngay. Nữ tiên bị môn phái chối buộc, chỉ đành ở trong môn phái. Lần chia tay đó thành hai người vĩnh biệt. Sau khi gã quay về, vụ nham tinh chủ đời trước dặn dò mọi thứ, sau đó liền rời đi, không còn quay về nữa. Phi kiều hỗn độn tiên nhân đang tu luyện một báu vật đại tội nghiệp, vì nó mà tàn sát vô số tu hành giả. Môn phái của nữ tiên bị tàn sát hết để huyết tế báu vật. Khi vụ nham tinh chủ biết việc này thì đã quá muộn. Vụ nham tinh chủ khóc giống trong phế tích môn phái, thề sẽ báo thù. Sau đó thực lực của vụ nham tinh chủ tiến bộ nhanh kinh hoàng, với tốc độ khó tin bước vào thế giới cảnh. Sau khi đột phá cảnh giới thiên thần thiên tiên, vụ nham tinh chủ vẫn tiến bộ thần tốc, đột phá mấy đẳng cấp liền. Bây giờ đến cảnh giới thế giới cảnh viên mãn. Cảnh giới kiếm thuật của vụ nham tinh chủ cao hơn, xa hơn hắc vụ thế giới thần. Vụ nham tinh chủ gầm gừ nói: Ta không chờ nổi nữa rồi, thực sự không thể đợi. Ta đã đến cảnh giới viên mãn rồi, còn tăng lên nữa sao? Không lẽ chờ bước vào cảnh giới đạo quân sao? Thế nhưng quá khó khăn, có thêm 10, 100 hỗn độn kỷ nguyên nữa, ta cũng không thể tự tin. Khuôn mặt tuấn tú của vụ nhan tinh chủ hiện nét dữ tợn. Bây giờ đến cảnh giới viên mãn, thực lực của ta đã đến cực hạn.
ta cố gắng chiêu nạp lực lượng vụ nham tinh đã mạnh hơn phe Hắc Liên Thần Đế. Lần tấn công này chúng ta tất thắng thôi. Hơn nữa ta tự mình ra tay, phi kiều hỗn độn tiên nhân nhất định không thể trốn thoát được. Hắc Vũ Thế Giới Thần thấy thế âm thầm thở dài, hiểu rằng năm xưa Vũ Nham Tinh Chủ luôn nhàn nhã trong việc tu luyện, sau khi bị đả kích thì tu luyện điên cuồng, tiến bộ nhanh vùn vụt đều vì chấp niệm. Bởi vì kinh rẻ truyền thừa của mạch Vũ Nham Tinh nên Vũ Nham Tinh Chủ không báo thù ngay, chờ mòn mỏi đến ngày hôm nay. Hắc Vũ Thế Giới Thần nói: Tử thần, người muốn đi báo thù tất nhiên nhị thúc sẽ giúp một tay, nhưng người phải thuyết phục mấy vị thế giới cảnh khác trong Vũ Nham Tinh. Lực lượng càng lớn thì nắm chắc lớn hơn. Vũ Nham Tinh Chủ gật đầu: Dạ vâng. Vũ Nham Tinh có tổng cộng 9 vị đại năng thế giới cảnh, đó là tính số thế giới cảnh sống lâu dài trên đại mạc vực. Vũ Nham Tinh thống lĩnh 96 thế giới hỗn độn, năm rộng tháng dài sinh ra rất nhiều thế giới cảnh. Như Vũ Nham Tinh Chủ đời trước, phụ thân của Vũ Nham Tinh Chủ đời này đã rời khỏi đại mạc vực đi phiêu bạt, các đại năng thế giới cảnh hay đi lang thang qua các cương vực khác. Vũ Nham Tinh Chủ đời này tu luyện còn ngắn ngủi mà cũng đã đi qua vài cương vực. 9 vị hiện nay gồm có Vũ Nham Tinh Chủ, Hắc Vũ Thế Giới Thần, Thiên Thưởng Tiên Nhân được Vũ Nham Tinh Chủ chuyên môn bồi dưỡng. 6 vị khác là phụ thuộc, tính chất giống như khách khanh vậy. Lão nhân áo vàng đầu chọc từ tốn nói: Nếu Tinh Chủ đã nói như vậy thì được, ta cũng đồng ý tham gia chiến đấu. Khi chiến đấu với Hắc Liên Đế Quốc kia, ta sẽ dốc hết sức ra. Nhưng nếu tình hình không ổn, ta sẽ ưu tiên giữ mạng sống của mình. Mọi việc làm theo kế hoạch, ta cũng đồng ý. Làm ta nhớ ngày xưa sông sáo bên ngoài mạo hiểm, ta im hơi trong Vụ Nham Tinh quá lâu rồi, lần này nên tranh tài một phen cho đã thôi. Tinh Chủ trả giá lớn như vậy, tất nhiên chúng ta đồng ý rồi. Cuối cùng các vị đại năng thế giới cảnh đều đồng ý khai chiến với Hắc Liên Đế Quốc. Vụ Nham Tinh Chủ nhẹ gật đầu nói: Nhị thúc, làm phiền nhị thúc đi đại mạc Vĩnh Hằng Giới một chuyến, mua Tiểu Thiên Tổ Thần Trấn và Tiểu Thiên Tổ Tiên Trấn. Hắc Vũ Thế Giới Thần gật đầu: Được rồi. Vũ Nham Tinh Chủ lại nói: Các vị, khi đó mọi chuyện làm theo kế hoạch sẽ rất nhẹ nhàng cho các vị. Ta không cần các vị giết kẻ địch, chỉ cần kiềm chế giúp ta. Tinh Chủ cứ việc yên tâm, chút chuyện nhỏ này không khó khăn với chúng ta đâu. Tinh Chủ đã chịu trả giá lớn như vậy, Hắc Liên Đế Quốc muốn không thua cũng khó rồi. Mấy vị thế giới cảnh bao gồm Hư U Tiên Nhân đều thầm kinh thán. Mạch Vũ Nham Tinh có lịch sử lâu đời, nội tình rất sâu, có thể khiến Nguyên Vũ Nham Quân phối hợp Tiểu Thiên Tổ Thần Trận. Tích lũy năm rộng tháng dài, ban đầu Vũ Nham Tinh có 3 bộ Tiểu Thiên Tổ Thần Trận. Lần này vì nắm chắc chiến thắng hơn nên đặc biệt đi mua 3 bộ Tiểu Thiên Tổ Thần Trận, Tổ Tiên Trận. Hư U Tiên Nhân đồng ý cho mượn một bộ. Lão là người có thực lực sâu không thể đo lường nhất trong tiên nhân. Tiểu Thiên Tổ Thần Trận, Tổ Tiên Trận là 1000 tổ thần, tổ tiên bày trận, cần khoảng 300 phương hỗn độn linh dịch mới mua được trận này. Đại năng thế giới cảnh bình thường bỏ hết tài sản ra cũng không mua nổi. Đại Thiên Tổ Thần Trận, Tổ Tiên Trận là 9000 tổ thần, tổ tiên bày trận, trận pháp đó quá đắt tiền, giá trị ngang bằng một Vĩnh Hằng Thần Binh, nhưng nguyên lực cũng lớn không tưởng. Nếu bị nhốt trong đó thì đại năng thế giới cảnh cũng phải chết chắc. Tại Tổ Phong Thế Giới Hỗn Độn, Đông Ninh Sơn Mạch, trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp, Kỳ Linh ngồi xếp bằng nghiên cứu đệ thất chuyển. Tuy phần lớn thời gian Kỳ Linh lo tham ngộ kiếm thuật, nhưng cũng cần chút điều chế. Ở Tổ Phong Thế Giới Hỗn Độn mấy trăm năm, Kỳ Linh dần nghiên cứu đệ thất chuyển thành hình. Bên ngoài bỗng có tiếng kêu: Chủ nhân! Kỳ Linh mở mắt ra. Sao? Kỳ Linh không ngăn cách âm thanh bên ngoài, xuyên qua Khuy Thiên Thái Hạo Tháp có thể thấy rõ bên ngoài. Vèo! Kỳ Linh xuất hiện trong thư phòng, vung tay thu Khuy Thiên Thái Hạo Tháp đặt lên trên bàn học. Két! Kỳ Linh mở cửa phòng, Giá Cầu Tổ Thần đứng ngoài cửa. Giá Cầu Tổ Thần nói ngay: Chủ nhân, truyền lệnh sử của Vụ Nham Tinh đến, 3 vị đội trưởng Vụ Nham Quân trú đóng tại đây cũng đã đi qua đó rồi. Truyền lệnh sử? Kỳ Linh kinh ngạc, sau đó gật đầu nói: Được, ta đi thử xem. Chân Sơn Tổ Thần mặc áo vàng kinh kêu: Cái gì? Toàn bộ về Vụ Nham Tinh sao? Hai đội trưởng Linh Hoạt Tiên Nhân, Uyên Lệ Tổ Thần cũng rất giật mình. Tổ Phong Thế Giới Hỗn Độn không cần chú quân nữa sao? Kỳ Linh chỉ nhìn truyền lệnh sử. Truyền lệnh sử thần sắc cung kính nói với Kỳ Linh: Tướng quân, 3 vị đội trưởng
Đây là mệnh lệnh của tinh chú, các vị có thể nhìn xem. Truyền lệnh sử đưa một quyển trục tỏa ánh sao cho Kỳ Linh. Kỳ Linh dở ra xem, bên trong có chữ viết bằng thần lực, đúng là hơi thở của Vũ Nham tinh chủ. Kỳ Linh đưa qua. Ba người xem đi. Chân Sơn tổ thần, Linh Hoạt tiên nhân, Uyên Lệ tổ thần nhận lấy đọc, lòng còn thắc mắc. Ba vị đội trưởng không nghi ngờ thật giả, thân phận truyền lệnh sử không thể làm giả được, quyển trục này cũng không thể tạo giả. Có thể làm giả đến mức mấy người bọn họ không nhìn ra thì chẳng cần dùng thủ đoạn nhỏ này để lừa gạt nữa. Chân Sơn tổ thần nhỏ giọng nói, trọng địa biên giới như vậy mà không trú quân, nhiều năm qua chưa từng có việc như vậy. Kỳ Linh gật đầu ra lệnh, được rồi, tinh chủ đã có lệnh như vậy, chúng ta trở về Vũ Nham tinh ngay. Còn nữa, trên này viết rõ chúng ta phải lặng lẽ rút đi. Ba vị đội trưởng đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Ngay ngày hôm đó, Kỳ Linh để lại Tam Tuyệt kiếm chủ dưới trướng ở lại Đông Linh Sơn Mạch, xem như bảo hộ các tiên ma sống quanh khu này. Còn nhóm Hỏa Tiên Tử, Tô Vu Cơ, Giá Cầu tổ thần thì đi theo Kỳ Linh. Kỳ Linh lặng lẽ mang theo phụ tá hơn 300 tổ thần tổ tiên của Vũ Nham quân rời khỏi Tố Phong thế giới hỗn độn đi Vũ Nham tinh. Khi Kỳ Linh đến Vũ Nham tinh mới phát hiện đông đúc tổ thần tổ tiên đã có mặt. Đã lâu không thấy nhiều tổ thần tổ tiên đến thế rồi, đông quá. Đám quân sĩ kinh thán tụm năm tụm ba lại với nhau. Kỳ Linh không nhàn nhã như quân sĩ bình thường, hắn bị triệu đi tinh chủ phủ ngay. Tướng quân, tinh chủ triệu kiến. Tại tinh chủ phủ, phòng họp đã có 4 người ngồi trong phòng. Kỳ Linh đi vào phòng họp, thấy 4 người đang ngồi, khí thế phi phàm, có nữ, có con nít, có bộ dáng của dị tộc. Kỳ Linh lên tiếng chào, xin chào 4 vị tướng quân. Tu hành giả dị tộc mặc áo trắng, thân hình cao lớn, toàn thân có vảy màu xanh nói, ta nghe đồn trong Vũ Nham quân chúng ta thêm một vị tướng quân nữa, từng luận bàn với Hắc Vũ thế giới thần. Đáng khước khi ta hay tin thì Húc Nhật đạo hữu đã rời khỏi Vũ Nham tinh rồi. Xin chào Húc Nhật kiếm tiên, nếu có cơ hội Húc Nhật nhớ đồng ý tỉ thí với ta. 4 vị tướng quân thái độ hiền hòa với Kỳ Linh, chủ yếu vì cùng phe thế lực, có lời thề bản mệnh nên tất nhiên phải đoàn kết. Rất nhanh vị tướng quân thứ 6 đã đến, cùng chiêu tổ tiên cũng vào. 7 người trong phòng họp nhìn ra bên ngoài, tinh chủ đến. Bọn họ cảm ứng hơi thở mênh mông như vì sao vô tận. Một nam nhân mặc áo sao bước đến. 6 vị tướng quân và cung chiêu tổ tiên cung kính hành lễ, bái kiến tinh chủ. Vũ Nham tinh chủ ngồi xuống ghế chủ ra lệnh, các người cũng ngồi đi. Nhóm Kỳ Linh lần lượt ngồi xuống, tạ ơn tinh chủ. Vũ Nham tinh chủ mỉm cười nói, lần này triệu tập tổ thần tổ tiên chú đóng ở các nơi về đây thì chắc các người cũng đoán được đôi chút rồi. Đám Kỳ Linh rất tò mò, rút quân ở nhiều biên giới tụ tập về Vũ Nham tinh, bảo không có việc quan trọng gì mới lạ. Vũ Nham tinh chủ nói, Vũ Nham tinh sẽ xuất động toàn quân, 9 vị thế giới cánh, đại quân tổ thần tổ tiên cùng xuất phát tấn công Hắc Liên đế quốc kia. Sao, cái gì? Cả đám hết hồn. Kỳ Linh cũng giật mình, mặc dù hắn chờ đợi cơ hội càng tốt để đối phó tâm thần tướng, nhưng nghe tin tức này vẫn rất chấn động. Vì các phương thế lực trong đại mạc vực bình thường giao phong quy mô nhỏ, tô luyện tổ thần tổ tiên dưới trướng, ít khi leo thang lên mức đại năng thế giới cảnh chém giết. Giao chiến đẳng cấp cơ đó gây ảnh hưởng rất lớn, sẽ tử thương nặng nề. Tuy Vũ Nham tinh có 9 vị thế giới cảnh, nhưng bên Hắc Liên đế quốc cũng có 6 người. Hơn nữa tu hành giả đánh nhau không đơn giản là so về số lượng. Một thế giới cảnh mạnh mẽ bằng 7-8 thế giới cảnh nhỏ yếu. Một số thế giới cảnh rất mạnh, ví dụ Bắc Hưu thế giới thần lúc trước cầm thần kiếm Tử Quang Quỳnh, 10 thế giới cảnh bình thường đến cũng bị giết dễ như chơi. Vì vậy số lượng không phải tuyệt đối, không ai biết thế giới cảnh nào đó có ẩn chứa thủ đoạn lợi hại gì hay không. Vũ Nham tinh chủ nói, kế hoạch đã quyết định rồi, 7 vị thống lĩnh 999 tổ thần hoặc tổ tiên hình thành 6 tiểu thiên tổ thần trận hoặc tiểu thiên tổ tiên trận. Kỳ Linh thầm kinh thán, chơi quá lớn, 7 tòa trận ư? 1000 tổ thần kết hợp trận pháp thì đại năng thế giới cảnh hơi yếu một chút có thể sẽ bị vây giết đến chết, dù là đại năng thế giới cảnh mạnh cũng bị ngăn chặn. Vũ Nham tinh chủ ra lệnh, cung chiêu phụ trách tiểu thiên tổ tiên trận, 6 vị thống lĩnh tiểu thiên tổ thần trận, ta cho các người 1 tháng để nắm giữ trận pháp, sau 1 tháng xuất phát đi Hắc Liên đế quốc. 6 tướng quân và cung chiêu tổ tiên đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Nhóm Kỳ Linh mỗi người tự lĩnh một bộ trận pháp rời đi.
Vì Kỳ Linh không có nhà trong Vụ Nham Tinh nên Vụ Nham Tinh chủ đặc biệt xét một phủ đệ cho hắn. Phủ đệ chiếm diện tích 100 dặm, bên trong có một số vườn hoa, ao nước đã bị lấp thành giáo trường lớn. Đám tổ thần nhốn nháo đứng trên giáo trường nhìn Kỳ Linh trước mặt mình. Tướng quân! Kỳ Linh mở miệng nói. 9 vị đội trưởng! Có 9 tổ thần mặc giáp y màu vàng đồng thanh kêu lên. Có! Kỳ Linh vung tay. Các ngươi, mỗi người thống lĩnh 110 vị tổ thần, cần cẩn thận tỉ mỉ xem trận pháp này, nắm bắt chặt chẽ. 9 vòng tròn nò vàng xám bay về hướng 9 vị đội trưởng. Nguyên đại quân tổ tiên tổ thần giờ đã điều phối lại, có một số là phụ tá dưới trướng của Vụ Nham Tinh chủ, Hắc Vụ Thế Giới Thần tham gia vào, gộp đủ con số 7000. 9 vị đội trưởng nhận vòng tròn màu vàng xám, nhanh chóng luyện hóa, cẩn thận cảm ứng ngào rượu ở trong đó. Kỳ Linh nhìn đám tổ thần tổ tiên lại vung tay lên. Còn các ngươi? Giữa không trung xuất hiện một đống trận bàn nhỏ hơn một tí, thần văn trên trận bàn bớt phức tạp hơn. Các ngươi cũng cần cảm nhận trận pháp này, hãy phối hợp với đội trưởng của mình. Trận bàn của các ngươi khá là đơn giản, tin tưởng trong 3-5 ngày là nắm giữ được. Vù 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 vù. Hơn 900 trận bàn bay hướng đám tổ thần, mỗi người một cái. Kỳ Linh mở miệng nói. Còn ta sẽ làm trung tâm trận pháp này, phối hợp với 9 vị đội trưởng. Chắc các ngươi đều đoán được. Đúng vậy, trận pháp này là tiểu thiên tổ thần trận. Kỳ Linh nhìn đám tổ thần ra vẻ rất tò mò, phỏng chừng đã lén lút truyền âm nên hắn nói huỵch toẹt ra luôn. Lời vừa thoát khỏi môi, đám tổ thần trên giáo trường liền yên tĩnh. Tiểu thiên tổ thần trận ư, khiến 1000 tổ thần hình thành đại trận hoàn mỹ, phát ra uy năng ư. Nghe nói đại năng thế giới cảnh yếu một chút bị nhốt trong trận sẽ bị vây đến chết, bọn họ được dùng trận pháp trong truyền thuyết này sao? 100 tổ thần trận, tiểu thiên tổ thần trận, đại thiên tổ thần trận. Những trận pháp này không phải đại năng hay đạo quân nào đó sáng chế ra, trải qua năm rộng tháng dài, các đời đại năng không ngừng hoàn thiện, cuối cùng ra đời trận pháp hoàn mỹ cực độ, có thể nói là không cách nào cải tiến thêm được nữa, đã thành tiêu chuẩn. Tất cả tiểu thiên tổ thần trận đều giống nhau, 1000 tổ thần có thể phát huy uy năng đến cực hạn. Kỳ Linh quét mắt nhìn đám tổ thần. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chỉ có một nhiệm vụ là nhanh chóng nắm giữ tiểu thiên tổ thần trận. Các ngươi có thể phối hợp diễn luyện với đội trưởng của mình. Toàn bộ tổ thần thì cách 3 ngày tập thể diễn luyện một lần. Kỳ Linh ra lệnh. Được rồi, hãy đi tham ngộ trận pháp đi. Các quân sĩ tổ thần đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh tướng quân. Trận bàn của Kỳ Linh là phức tạp nhất, vì hắn là trung tâm phối hợp. Kỳ Linh đặc biệt vào trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp cẩn thận tham ngộ, mất hết 6 ngày trong tháp mới hoàn toàn nắm giữ. Bên ngoài đã là 3 ngày sau. Vài ngày sau, tại Vụ Nham Tinh, trên giáo trưởng chức viện trong phủ đệ của Kỳ Linh, Kỳ Linh ra lệnh một tiếng. Bày trận. Ong ong. Trong phút chốc, lấy 1000 trận bàn làm cơ sở, vô số luồng sáng lan tràn bao phủ mỗi tổ thần, một góc trời cũng bị ánh sáng bao trùm. Kỳ Linh đứng tại chỗ, ngước đầu nhìn trời. Cảm giác rất đặc biệt, dường như ta và mảnh thiên địa này hợp thành một. Trận pháp hình thành, dung hợp cùng thời không, tự thành một thế giới. Đây cũng là chỗ dựa để họ so cao thấp cùng đại năng thế giới cảnh. Kỳ Linh chợt nhìn hướng một đội trưởng tổ thần, thân hình vạm vỡ. Sao? Trận pháp ở chỗ đội trưởng này sinh ra chút chấn động, gã xấu hổ truyền âm. Còn chưa quen thuộc. Kỳ Linh truyền âm dặn dò. Cố gắng, mau lên. Rõ. Đội trưởng tổ thần vạm vỡ này phát hiện 8 đội trưởng khác đều là khống chế hoàn toàn, chỉ mình gã còn kém một chút. Các quân sĩ tổ thần bình thường nhiều người còn chưa ổn định, nhưng bọn họ chỉ là cành lá làm nền, không tạo ảnh hưởng gì lớn. 9 vị đội trưởng như nhánh cây, Kỳ Linh là nhánh chính. Nếu hắn xảy ra chuyện gì thì nguyên đại trận sẽ tan vỡ. Kỳ Linh thầm gật gù. Tự thành một thế giới, chiêu này mà ra, chẳng những có lực lượng tất cả tổ thần bám vào, còn được thế giới này gia cố. Nếu kẻ thù công kích thì đánh vào tổ thần nào thì uy lực cũng sẽ vào thế giới nguyên đại trận, uy lực công kích sẽ bị tan rã. 99% uy lực công kích rơi vào thế giới đó, chỉ có chút xíu uy năng là 1000 tổ thần hứng chịu. Nên khi đại năng thế giới cảnh đối diện tiểu thiên tổ thần trận bình thường đành bó tay, đại năng thế giới cảnh yếu một chút cũng sẽ bị giết. Kỳ Linh ra lệnh. Được rồi, đa số tổ thần đã nắm giữ, sau khi về hãy chăm chỉ tham ngộ, hy vọng 3 ngày sau tiểu thiên tổ thần trận sẽ thực sự hoàn mỹ. Các quân sĩ tổ thần hơi hứng phấn nói. Rõ, thưa tướng quân.
Lần đầu bọn họ cảm nhận lực lượng cường đại đó, dù chỉ làm cành lá trong trận pháp thì bọn họ vẫn được thế giới trận pháp gia cố. Uy năng của họ đều đến ngưỡng cửa thế giới cảnh. Còn chính vị đội trưởng thì uy năng càng mạnh. Kỳ Linh là trung tâm tiểu thiên tổ thần trận, được uy năng mạnh nhất, đã vượt qua uy năng lực lượng xương khói hoa xanh gia cố. Rầm rập, rầm rập. Các quân sĩ tổ thần nhanh chóng rời đi. Giáo trưởng chức viện liền yên tĩnh trở lại. Kỳ Linh đang định quay đi, chợt liếc thấy một bóng người. Nam nhân áo xanh tóc rối mỉm cười bước chậm đi vào giáo trường. Kỳ Linh giật nảy mình, hắc vụ thế giới thần ư, chuyên môn chạy đến chỗ của hắn ư. Kỳ Linh cung kính chào. Xin bái kiến tiền bối. Hắc vụ thế giới thần cười nói. Ta cảm ứng được ngươi bày trận nên đến xem xét. Bên ngươi rất nhanh, trận pháp gần xong rồi. Bản thân ngươi nắm giữ cũng rất giỏi. Trận bàn trung tâm hạch tâm tiểu thiên tổ thần trận là phức tạp nhất, nắm giữ trong vòng 3 ngày là rất giỏi. Kỳ Linh vội đáp. Vãn bối nhờ vào pháp bảo thời gian, chứ thực ra mất hơn 6 ngày mới xong. Hắc vụ thế giới thần buồn cười. Ồ, Bắc Minh khá nhanh thật. Hắc vụ thế giới thần nói. Tinh chủ cho các ngươi 1 tháng, chủ yếu vì tham ngộ trận bàn hạch tâm rất khó khăn. Ngươi mất 6 ngày cũng giỏi rồi. Lần trước ngươi và ta giao đấu, ta thấy kiếm thuật của ngươi có dấu hiệu đột phá. Không biết bây giờ đã đột phá chưa? Kỳ Linh đáp. Đã hơi đột phá rồi. Mắt hắc vụ thế giới thần sáng rực. Ồ, vậy sao? Cũng hết cách. Trong tổ thần tổ tiên trên vụ nhan tinh, chỉ có mình Kỳ Linh xem như cao thủ kiếm đạo. Hắc vụ thế giới thần thúc giục. Nào nào, hãy tỉ thí với ta nào. Kỳ Linh cũng rất mong chờ. Vâng. Vèo. Tay Kỳ Linh cầm trường kiếm như vằn nước, là thanh kiếm mềm, chỉ luận bàn so kiếm thuật, không cần lấy vĩnh hằng thần binh ra làm gì. Hắc vụ thế giới thần vươn tay ra, chụp thanh trường kiếm, thuật trông rất bình thường. Hãy cẩn thận. So tài với tiểu bối thì hắc vụ thế giới thần không đến mức phải lấy ra báu vật lợi hại nhất của mình. Hắc vụ thế giới thần cười cười, vung trường kiếm. Kiếm quang vụt qua, phô thiên cái địa, thiên địa bị che lấp, xung quanh như nổi lên khói đen dày đặc. Một luồng kiếm quang quỷ dị, bá đạo từ trong khói đen đâm thẳng ra. Kỳ Linh cũng rất bình tĩnh, hắn biết đây là kiếm thế giới của hắc vụ thế giới thần. Kỳ Linh chém ra một nhát kiếm cực kỳ hung lệ. Phá! Kiếm ra như luồng sáng, đây là tích huyết thức, có tính xuyên thấu mạnh nhất, nhanh nhất và mạnh mẽ nhất trong minh nguyệt kiếm thuật. Chiêu này hoàn toàn dung chứa ý cảnh sát kiếm thức trong vô danh kiếm thuật. Thực ra, vô danh kiếm thuật đại biểu một loại cảnh giới kiếm thuật. Kỳ Linh thu nạp cảm ngộ cảnh giới này rồi hoàn toàn có thể chuyển hóa thành minh nguyệt kiếm thuật của mình. Sát kiếm thức đâm ra là không rút về, kiếm đã ra là hơi thở thảm liệt ập vào mặt. Keng! Kiếm quang va chạm, luồng kiếm quang quỷ dị bị đánh tan tác. Hắc vụ thế giới thần lên tiếng. Hả? Kiếm pháp của ngươi rất cao minh. Lần trước kiếm thuật của ngươi hoàn mỹ khống chế, chẳng chút sơ hở. Lần này ngược lại, bất chấp tất cả, không quay đầu. Kiếm ý thảm liệt, hung ác như thế, chỉ bàn về sự hung ác đã rất gần với cảnh giới của kiếm thế giới. May mắn ta không phải mới nắm giữ kiếm thế giới này. Kiếm thuật của Kỳ Linh có uy lực lớn thật. Sát kiếm thức ác với kẻ địch, càng ác với mình nhiều lần, một đi không trở lại. Uy lực cực kỳ mãnh liệt, rất gần với kiếm thế giới bình thường. Chỉ có nắm giữ tâm kiếm thức mới sử dụng được chiêu này mà không tổn thương bản thân. Không thì vừa bắt đầu đã tu luyện chiêu này, vậy không có cách nào khống chế được kiếm. Kết cục mất kiểm soát, đó là không thể giết kẻ địch, sẽ bị kẻ địch bắt lấy sơ hở giết ngược lại. Có tâm kiếm thức mới thi triển được chiêu kiếm thảm liệt thế này. Hắc vụ thế giới thần càng đấu càng hưng phấn. Thiên phú kiếm thuật của Bắc Minh rất cao, tiến bộ lớn hơn trước rất nhiều. Trừ sát kiếm thức thảm liệt hung hãn ra, còn có một loại kiếm chiêu khác khiến hắc vụ thế giới thần giật mình. Đó là Kỳ Linh thể hội từ căn nguyên của thần kiếm, vẫn chưa thành hình nhưng làm gã tim phải đập nhanh. Hắc vụ thế giới thần cười nói. Thôi được rồi, dùng hỗn độn thần binh giữ lực lượng tổ thần làm ta sắp thua. Kỳ Linh vội nói. Vãn bối thì dùng đạo chi thần binh. Hắc vụ thế giới thần buồn cười nhìn kiếm mềm trong tay Kỳ Linh. Thì ra là vậy. Hèn gì, rõ ràng cảnh giới kiếm thuật của ta cao hơn ngươi, dùng hỗn độn thần binh giữ lực lượng tổ thần mà sao không áp chế ngươi được. Kỳ Linh thầm cảm kích. Mới giờ luận bàn kéo dài lâu như vậy, mãi đến khi Kỳ Linh không có thu hoạch được gì nữa, hắc vụ thế giới thần mới ngừng lại. Trận chiến này khiến cho Kỳ Linh nghiệm chứng nhiều ý tưởng khi tham ngộ mấy trăm năm trước, tính luôn trong lúc Khuy Thiên Thái Hạo Tháp là mấy ngàn năm, cảnh giới kiếm pháp tăng lên rất nhiều. Hắc vụ thế giới thần nhìn Kỳ Linh nói.
Vụ Nhan Tinh, hiếm khi có một cao thủ kiếm đạo. Ta cảm thấy thiên phú kiếm đạo của ngươi không thua gì tinh chủ. Cố gắng tu luyện đi. Phải rồi, lần này đi Hắc Liên Đế Quốc nhớ phải cẩn thận một chút, giữ mạng mới là điều quan trọng. Kỳ Linh gật đầu nói, văn bối đã biết rồi. Hắc Vụ Thế Giới Thần lật tay lấy ra một quyển ngọc giản ném cho Kỳ Linh. Đây là kiếm thuật tự ta ngộ ra, cái tên rất đơn giản. Cảnh giới kiếm thuật của ngươi đã rất cao, cho ngươi học kiếm thuật của ta cũng không giúp được nhiều. Ngươi xem sơ qua đi, có lẽ gây xúc động gì chăng? Kỳ Linh vội nhận lấy, cảm kích nói, tạ ơn tiền bối. Hắc Vụ Thế Giới Thần cười cười, thực ra lúc trước cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng hôm nay thấy kiếm thuật của ngươi chắc không lâu nữa sẽ đuổi kịp, thậm chí vượt qua ta. Được rồi, lo chuẩn bị đại chiến sắp đến đi. Kỳ Linh đáp, rõ. Hắc Vụ Thế Giới Thần tiếp tục đi dạo, vẫn là mái tóc dài xõa xa lắc lư rồi biến mất. Kỳ Linh thầm cảm kích, hắn đến Vụ Nham Tinh lần đầu tiên gặp Hắc Vụ Thế Giới Thần là đã tự mình chỉ điểm luận bàn với hắn. Thời gian trôi qua từng ngày, Kỳ Linh xem kiếm thuật của Hắc Vụ Thế Giới Thần, rất nhanh một tháng đã qua hết, đã tới lúc đại quân xuất chinh. Tại chủ phủ Vụ Nham Tinh, trên đất trống rộng lớn tụ tập rất nhiều tổ thần tổ tiên nhốn nháo. Làm rầm rộ như vậy không biết muốn làm cái gì nữa, chắc tấn công thế lực nào đó rồi. Dù muốn tấn công thế lực khác nhưng có cần làm như vậy không? Trong Vụ Nham quân vốn chuẩn bị sẵn 3.000 tổ thần, ban đầu bọn họ sử dụng tiểu thiên tổ thần trận, giờ gom 7 tiểu thiên tổ thần tổ tiên trận, có một số là phụ tá nô lệ dưới trướng các thế giới thần hỗn độn tiên nhân. Nhìn rồi biết thôi. Các tổ thần tổ tiên bàn tán xôn xao, số ít người biết tình hình bên trong như Kỳ Linh cung chiêu tổ tiên thì lòng thít chặt. Đúng vậy, lần này chơi vố quá lớn. Thường chuẩn bị 3.000 tổ thần từ bốn phía điều khiển nhiều nô bộc tụ tập gom cho đủ 7.000 người. Như cung chiêu tổ tiên vốn là đệ tử của Hư U tiên nhân, thực lực rất cao, lần này chuyên môn dẫn một quân đội tổ tiên. Kỳ Linh thầm nghĩ, không biết Vụ Nham Tinh và Hắc Liên Đế Quốc có thủ sâu cỡ nào mà điên cuồng như vậy. Chợt mắt Kỳ Linh sáng rực, hắn thấy 9 bóng người từ xa đi tới. Đến rồi ư? Dẫn đầu là Vụ Nham Tinh chủ mặc áo sao, các vị đại năng thế giới cảnh đi bên cạnh, 9 vị đại năng đi song song, tập thể tổ thần tổ tiên đứng chung một chỗ, bóng chốc im phăng phắc. Vụ Nham Tinh chủ mở miệng nói, các vị, lần này xuất chinh cực kỳ quan trọng, khi chinh chiến các vị hãy nghe theo lệnh của tướng quân mình. Tất cả quân sĩ đáp, tuấn lệnh. Vụ Nham Tinh chủ phất đống tay áo, tiến lên. Vèo, dao động giáng xuống, tất cả tổ thần tổ tiên có mặt không chống cự chớp mắt, nhóm Kỳ Linh và 7.000 tổ thần tổ tiên đã biến mất. Một thanh âm hùng hồn vang lên bên tai tu hành giả khác trên Vụ Nham Tinh, truyền lệnh của ta, phong kín Vụ Nham Tinh, cấm ra vào. Khu giao dịch vốn công khai với bên ngoài, chợt trên bầu trời tỏa ra dao động cấm chế, rất nhanh phong kín hoàn toàn. Vù 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 vù, 9 vị đại năng thế giới cảnh cùng bay lên cao, rất nhanh đứng trên trời nhìn xuống Vụ Nham Tinh ở bên dưới. Vụ Nham Tinh chủ vung tay lên, thu. Vụ Nham Tinh ngôi sao lớn chợt biến mất. Vụ Nham Tinh đã sớm luyện chế pháp bảo này, nó là trung tâm truyền thừa của Vụ Nham Tinh nhất mạch. Lần này toàn quân hành động nên dĩ nhiên Vụ Nham Tinh chủ sẽ không để Vụ Nham Tinh quan trọng lại đây. Lão nhân áo xanh cười nói, Tinh chủ, lần này thực sự là dốc hết sức ra rồi. Chờ xem thực lực của tinh chủ. Chúng ta không ham hố gì, nhưng sẽ hết sức ứng đối, rất có thể tiêu diệt được Hắc Liên Đế Đô. Rắc rối duy nhất là đại trận trấn thủ Hắc Liên Đế Đô. Tinh chủ, đại trận trấn thủ Hắc Liên Đế Đô là nguy hiểm nhất. Mấy vị đại năng thế giới cảnh lại nhắc nhở, hang ổ một thế lực là cực kỳ nguy hiểm, như các đời tinh chủ tìm đủ cách không ngừng hoàn thiện hang ổ Vụ Nhân Tinh, bên trong có trận pháp cấm chế đặc biệt đáng sợ. Còn Hắc Liên Đế Quốc tuy không có nội tình gì nhiều, một tay Hắc Liên Thần Đế gây dựng lên, nhưng Hắc Liên Đế Đô là hang ổ, Hắc Liên Thần Đế và đám tùy tùng đại năng thế giới cảnh tìm đủ mọi cách bày ra trận pháp cấm chế lợi hại. Vụ Nham Tinh chủ nói, yên tâm, mọi chuyện làm theo kế hoạch cũ, các người chỉ cần làm như ta nói là được rồi. Đám đại năng thế giới cảnh chỉ nhắc nhở Vụ Nham Tinh chủ một tiếng, bọn họ không phải binh tốt bình thường có thể tùy ý hy sinh, đến đẳng cấp như bọn họ có quan hệ bình đẳng với Vụ Nham Tinh chủ. Vụ Nham Tinh chủ nhíu mày nói, được rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Vụ Nham Tinh đột nhiên biến mất, không lâu sau chắc sẽ bị phát hiện ra. Tin tức truyền về Hắc Liên Đế Đô cũng cần chút thời gian. Chúng ta phải đến Hắc Liên Đế Đô với tốc độ nhanh nhất,
tốt nhất đến lúc Hắc Điền Đế Đô chưa phòng thủ thì càng hay. Nói xong, Vũ Nham Tinh Chủ vung tay lên, một phi chu sao liền hiện ra. 9 vị đại năng thế giới cảnh bay vào phi chu này, phi chu khuếch tán ánh sao rồi chợt biến mất. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 166 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.